Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ David Bernhardt hôm 23 tháng 4 ký một biên bản ghi nhớ với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm để tăng cường và củng cố hợp tác giữa hai nước chống buôn bán giả sinh. Một thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Mỹ cho biết. Bộ Nội vụ nói trong nhiều năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã hợp tác với nhau trong nỗ lực chống buôn bán giả sinh. Biên bản ghi nhớ mới ký kết sẽ tạo điều kiện để hai bên thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa Văn phòng thực thi pháp luật thuộc cơ quan quản lý cá và giả sinh của Mỹ với Bộ Công an Việt Nam hai nước sẽ hợp tác thông qua chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường các cuộc điều tra song phương về các tội phạm buôn bán giả sinh, theo Bộ Nội vụ Mỹ. Buôn bán giả sinh là một vấn đề toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ của các nước, và chúng tôi đang cố gắng biến điều đó thành hiện thực, Bộ trưởng Bernhardt nói trong thông cáo. Bộ Nội vụ Mỹ nói buôn bán giả sinh là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la, đe dọa tính đa dạng sinh học trên toàn cầu và có liên quan trực tiếp đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, khiến nó trở thành một nguy cơ an ninh quốc gia nghiêm trọng đối với Mỹ và các đối tác của Mỹ trên khắp thế giới. Việt Nam được coi là một địa điểm trọng yếu cho các cuộc điều tra về các hoạt động buôn bán giả sinh và đã thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với chính phủ Mỹ và các tổ chức khác trong cuộc chiến chống buôn bán giả sinh, theo Bộ Nội vụ.